sau bao vất vả thì cuối cùng đoàn cũng đã đến được Flamingo Cát Bà. Và bây giờ đoàn đang chờ thang máy để lên tầng 11 làm thủ tục nhận phòng. Quá mệt. Rất mệt. Auto stop. Rồi, đang biết rồi, đang anh phối hợp với trưởng đoàn làm thủ tục cho em, đủ bên cho em. Ừ, anh biết rồi, vì đang chờ tắc máy. Nào, ôi đẹp quá. Ờ, chỗ này cũng đẹp. Đó, đây là biển Cát Bà. Đang có vài người đi ra chụp ảnh. Đó, phía dưới đó là bãi tắm Cát Cò 1. Rất đẹp. Đó. Chỗ này cũng đẹp. Chỗ này 5 sao là một trong những chỗ đắt nhất của Cát Bà. Đấy, ở dưới này là bãi tắm Cát Cò 1 anh ạ. Dạ. Vâng, đấy rác của bọn ở tàu nó vứt ra đấy. À không phải đâu ông ơi, thuốc đâu, toàn là rác bẩn.